Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cài Python, PyCharm và thư viện OpenCV. Thì ở đây thì các bạn cứ làm theo mình, vô trang chủ Python tải về và vô PyCharm chọn phiên bản cộng đồng là miễn phí á. PyCharm đây. Phiên bản thế này. Sau khi tải về xong thế này. Tiếp tới bạn cài cho mình. Làm theo như cách của mình là được. Tiếp đến khi bạn tải xong đó, thì bạn kiểm vô này kiểm tra cho mình đó, vô theo hướng như trên video thì các bạn thấy đó, vô bấm Python extension thì ra đúng cái đã cài Python chưa. Khi nó hiện cái chữ này đó, thì đã thành công. Tiếp đến là cài PyCharm.
Sau khi cài bài trang xong thì bạn vô bài trang đối tài thư viện. Ở đây mình đã cài rồi. Thì ở trong phần này thì bạn chỉ cần tạo tiếp xung mục project của bạn thôi. Chọn vị trí nơi lưu trữ và tên thư mục. Tên project đó. Và tạo thôi. Đặt tên và tạo. Để cài đặt thư viện thì bạn vô phần setting. Đây là những thư viện mà mình đã cài. Bây giờ bạn nhấn dấu cộng, bạn chọn tên thư viện, xong bạn tải về và sẽ xong. Dấu cộng, chọn tên thư viện và cài đặt.